Nasao hayo gozaimasu. Chào các bạn, chào các bạn. Mở đầu clip với một cái giọng cười rất là đặc trưng của mình ha. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Còn ngày hôm nay á, video này mình xin giới thiệu với các bạn, đây là trải nghiệm mình đi trực tuyết ở vùng Kyushu. Thì hình như là ở Kyushu này á, nó chỉ có một cái khu trực tuyết là ở tỉnh của mình thôi, đó là tỉnh Oita ha. お手洗い。お、果物。いちご。見て、でけえ。お、大きい。お。すごい。これ、どこの？熊本。なんかツアーに似てる。Mọi người thấy em này dễ thương không? Là một loài thủy quái của Nhật ha, có tên gọi là kappa, thường người ta hay dùng để dọa con nít hay gì á. Từ chỗ mình tới chỗ khu trực tuyết thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì trên đường đi thì bác dẫn mình vào một cái quán kem rất là ngon và rất là dễ thương nè. Thì bác nói mình ăn cái kia, loại kem mà Kurokoma hả? Vừng đen á mọi người, rất là thơm và rất là ngon. Và công nhận là ngon thiệt luôn á. Và có thêm một cái đặc biệt mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, vì đây là lần đầu tiên mà mình chứng kiến luôn, đó là cái hoạt động Noyaki. Thì như các bạn thấy là người ta đang đốt cỏ bên hai lề đường đúng không ạ? Và ở bên Nhật á, thì để mà có thể đốt được cái này, người ta phải xin giấy phép các bạn, và phải có những cái xe cứu hỏa đậu sẵn ở đây để mà có thể xử lý những cái tình huống bất ngờ xảy ra. Thì bác trưởng phòng á, có nói với mình đó là ngày xưa cũng có một lần người ta đốt như thế này ở cái khu của mình á. Và đã có một người mà tới xem á, kiểu như là người ta không thoát khỏi ra được cái đám lửa cháy này, và người ta đã mất ở trong cái thời điểm đó. あ、すごい飛んでくる。なんで野焼きするんですかね。害虫を殺すのと、はい、虫で大地を強くするっていうかな。はいはい、はい、早いな今年。え、な何月、大体何月ですか。Tên tên, và mình đã tới cái khu trượt tuyết đây. Thì trước đây mình đã từng sống ở Gifu và Toyama, nên là cái khu trượt tuyết của nó rất là hùng vĩ. Và khi mà tới cái vùng này thì thôi, nhìn thấy thương ghê, nó có chút xíu à, trời ơi. Vì bác trưởng phòng của mình đó, năm nào bác cũng đi trượt, nên thành ra là bác đã có sẵn đồ trượt rồi. Tuy nhiên mình thì không có, nên thành ra mình phải đi thuê. Và nếu mà có bạn nào có nhu cầu muốn đi thuê đồ như thế này, thì các bạn nhớ mang theo thẻ ngoại kiều hoặc là bằng lái xe nha, để người ta copy ha. Và một set đồ như thế này gồm quần áo, ván trượt và giày thì là hết 7 sen. 7 sen là 1,4 triệu hả? Tuy nhiên mình nhờ ơn là bác có quen cái gọi là cửa hàng trưởng của cái cửa hàng này, nên thành ra mình chỉ có mất 3 sen rưỡi mà thôi. Còn bạn nào mà sợ lạnh thì các bạn có thể thuê thêm là bao tay, mũ hoặc là mắt kiến nha. Nhưng mà mình á, thì mình không có thuê những cái đó, nên thành ra là đối với đồ thì mình chỉ mất 3 sen rưỡi mà thôi. Và các bạn lưu ý một điều là nên chuẩn bị sẵn cái size của mình để mình nói cho họ, để họ tiện. Chứ đừng tới đó rồi mất công rồi đứng chờ, hoặc là đứng cứ thử tới thử lui á, cũng mệt ha.
Sau khi nhận đồ xong thì mình sẽ đi mua vé. Vé thì thường có vé 4 tiếng hoặc là vé 8 tiếng. Thì giá vé nó cũng sẽ khác nhau, và vé ban ngày và vé ban đêm ha. Thì ban đêm ở chỗ này nó sẽ được tới 8 giờ 50 phút nha các bạn. Vì hai bác cháu tới đây là cũng khoảng 2 giờ chiều rồi, nên là tụi mình mua cái vé 8 tiếng đồng hồ. Và cái giá vé của nó là 6 sen rưỡi. Mình lại được bác cho thêm một cái phiếu gọi là giảm giá 1 sen nữa, thành ra là mình chỉ trả 5 sen rưỡi mà thôi. Và trong cái 5 sen rưỡi này á các bạn, là nó có 1 sen tiền đặt cọc. Thành ra là sau khi mà mình chơi xong á, mình sẽ trả cái thẻ này và mình sẽ lấy lại 1 sen đó nha. Yes. Được cái là ngày hôm nay cũng rất là đẹp trời, nên là rất là nhiều người trượt. Và khuyên các bạn á, nếu mà đi á, thì các bạn nên đậu xe ở gần bãi để mình tiện ra thay đồ ở ngoài xe, hoặc là mình để đồ thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Cảm biki. Đố các bạn bác trưởng phòng của mình bao nhiêu tuổi luôn á. Nhìn vậy có giống thanh niên mà kiểu như là nhuộm màu bạch kim hiện giờ không các bạn? Trời ơi. Bác á 52 tuổi, 53 tuổi rồi. Mà năm nào bác cũng đi trượt, nên thành ra là mỗi một mùa như vậy là bác sẽ mua vé, gọi là vé mùa luôn. Và một vé như vậy là 4 man một năm hả? Thì mình sẽ được sử dụng từ khoảng tháng 11 cho tới tháng 3. Và gần như là ngày nghỉ nào bác cũng sẽ đi trượt, và bác chỉ đi một mình thôi. Mi miedo.
かっこよく見える。うん、はい。坊主。全然見えるもんね。全然見えない。誰かわからん。わからないけど。青年だと思う。誰ですか。そうそうそう。頭とか白く染めてるんですか。確かに綺麗じゃないですか。あ、部長。誰かわからない。ほら、うるさい。感想なんの？うん、そう。今日スワに教えてどうでした。まだ今から今から今からですよ。今からですね、はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、これだった。ああ、そうです、部長。こうした方が私のすごさ下がるように。そうそうそう、あ、そうだ。はい、もう一度感想聞かせてください。もう一回。もう一回。うまい、うまいです。そう。Thiệt là hai bác cháu ba lá ba xàm dễ sợ thôi. Thì bây giờ mình xem màn trình diễn của bác trưởng phòng 52 tuổi nhà mình nha. Đau hết cả mông, ê hết cả đít thì phải đi kiếm cái gì lót dạ. Hai bác cháu liền đi làm hai tô mì thiệt là ngon và thiệt là ấm bụng. Cảm nhận của mình về cái buổi trực tuyết ngày hôm nay các bạn, tuy nó rất là đau và nó ê ẩm tới tận bây giờ, tuy nhiên á, đối với mình á, mình cảm thấy là có những cái trải nghiệm không bao giờ mình có thể thực hiện được nếu mình ở Việt Nam. Nên đã cất công qua bên này rồi, đã cất công đi qua một cái nước khác rồi, mình sẽ rất thích trải nghiệm những cái mới lạ và những cái mà trước giờ mình chưa bao giờ được thực hiện. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Và nếu mà các bạn cảm thấy là muốn đi thử một lần hoặc là muốn trải nghiệm được một lần thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho tất cả các bạn.